Mama. Million later. Làm gì anh? Đợi em đã. Anh để em tắm trước đi. Em đang tắm trước rồi. Đúng rồi, thiệt ơi, tao nhớ rồi rồi. Hôm nay nước rồi. Tí em sẽ xả cho anh. Đi, đi sao sao phải sợ thế? Hôm qua nó sợ vẫn. Đúng làm sao? Anh đâu, anh mua được. Ơ thế đợi em tắm xong rồi đi. Lại thế. Anh tiện đã đi rồi. Em đợi nhau tí đi, mua mua một quận. Cái gì? Mua cơm với thức ăn đều được. Ra vào đôi mắt trên đi trước nè thôi để anh mua cho thôi không cần em ăn món gì anh cứ bình tĩnh chưa nay em tắm một lần rồi giờ em tắm nhanh anh có xem máy không xem video không bật rồi.